Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lần đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hiệu quả. Và nhớ là phải bảo vệ sức khỏe của mình trước mùa đại dịch này nhé. Quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì Quýnh Nhà muốn nói về chú Dương, chú bảo vệ trong bếp cơm từ thiện của bác Ba Trầu. Thật ra mà nói á, con người ta mà có cái ý chí vươn lên cũng giống như là có cái ý chí để vượt qua cái sự kích thích của bản thân mình á, thì cái điều đó chúng ta rất là hoan nghênh và chúng ta rất là mong muốn người đó sẽ vượt qua những cái cửa ải của chính bản thân mình để có thể là bước ra bên ngoài xã hội tươi sáng hơn và có một cái cuộc sống nó tốt hơn. Nhưng mà mình thấy được rằng là trong mấy mươi năm qua, 40 năm qua thì chú không làm được. Và đến hiện tại bây giờ thì mình nghe rất là nhiều cái lời cũng khá là xúc động. Nghe nói rằng là chú sẽ quyết tâm, chú cai nghiện và chú sẽ trở thành một con người tốt. Thì cái điều này á, mọi người ai cũng mong chờ và ai cũng rất là mong muốn. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là chú có làm được hay là không. Và cái cách mà để chú ở nhà để có thể là tự cai nghiện như vậy á, thì nó có ok hay là không. Thì theo như mình nghĩ là như thế này nè mọi người. Cái lúc á, mà người ta đang thiếu thuốc, cái lúc mà người ta đang lên cơn á mọi người, thì người ta sẽ dùng những cái lời lẽ rất là ngọt ngào, rất là hoa mỹ và những cái lời mà nó chân thành tận đáy lòng. Đôi lúc rằng là chúng ta ở bên ngoài chúng ta không thể nào chúng ta biết được rằng là trong đầu của chú Dương này đang suy nghĩ về cái vấn đề gì, và chú hiểu được bao nhiêu phần trăm trong cái sự việc mà mình làm. Nói chung á, thì khi mà người ta đang có một cái sự kích thích, đang có một cái sự hưng phấn và người ta đang có một cái điều gì đó được gọi là không thể nào mà người ta kìm hãm được cái sự suy nghĩ, cái gì đó mà được gọi là phiêu bổng á mọi người, thì nó rất là khó để chú có thể là vượt qua cái cửa ải đó. Nên ta nói rằng là đưa chú vô trại cai á mọi người thì nó rất là đúng, còn để chú ở bên ngoài thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì những cái lúc mà chú lên cơn như vậy, chúng ta không thể nào mà chúng ta chuẩn đoán được những cái suy nghĩ của chú, và chúng ta cũng không biết được cái sự quyết tâm của chú là nó như thế nào, hay là gây hại cho những người xung quanh nữa, nhất là những cái đứa nhỏ như vậy nữa. Nó đang cái độ tuổi ăn, tuổi học, cái độ tuổi mà nó phiêu bổng, những cái độ tuổi mà nó đang tìm tòi, nó đang khám phá như vậy đó. Thì nếu như mà nó cảm giác rằng là nó thấy được cái này á, nó cần phải khám phá. Nếu lỡ đâu mà nó dính vào cái chắc chắn giống như là chú Dương, chú bảo vệ á, thì nó rất là tội cho tụi nó nữa. Thật sự luôn mọi người, không phải là mình nói để mình làm suy giảm cái ý chí hay là cái gì đó của chú Dương. Nhưng mà cái này là mình sống, mình phải thực tế mọi người ơi. Bởi vì á, vào trong trại á, có những người quản giáo, có những cái người mà người ta có đủ cái điều kiện, người ta có đủ cái thâm niên kinh nghiệm để người ta có thể là giúp cho chú Dương vượt qua cái cửa ải này. Đôi lúc á, vào trong trại rồi á, người ta cai hoài, cai năm này qua năm khác mà về vẫn bị lại nha mọi người, vẫn nghiện lại nha mọi người đó. Chứ đừng có nói về chú Dương. Và mình cũng nghĩ á, trong cái sự việc này thì mọi người cũng nên suy nghĩ thật là kỹ. Bởi vì thương thì mình thương, nhưng mà cái nào thì nó phải ra cái đó. Cái nào đúng thì mình nên làm cho nó đúng, nó trọn. Chứ còn nếu như mà mình để chú ở nhà như vậy, mà mình để mình tự cai nghiện như vậy thì nó rất là khó. Và mình cũng đừng có nên nghe hoàn toàn tuyệt đối vào những cái lời mà chú Dương chú đang nói với tất cả mọi người. Bởi vì những cái lời đó nó hoa mỹ, nó mặt ngọt lắm. Nhiều lúc á, mọi người nghe nha, mọi người xúc động trong lòng luôn á. Và mọi người nghĩ rằng là chú sẽ làm được, quyết tâm là chú sẽ làm được. Nhưng mà cái đầu óc của mình nó không thắng nổi cái sự kích thích của chính bản thân chú Dương đâu. Rất là khó. Bởi nó khó như vậy nên mới có rất là nhiều cái trung tâm nó mở ra để giúp cho người ta cai sớm hòa nhập với cộng đồng. Còn ở đây á mọi người, cũng có rất là nhiều người, người ta có ý chí quyết tâm nha, chứ không phải là mình nói là không có nha. Người ta tự người ta cai được. Nhưng mà khi mà người ta cai được rồi, cái người ta ra bên ngoài á,
cái người ta thấy những cái người kia, hoặc là những cái người mà đã từng ngồi chung xó, hay là những cái người mà đã từng chung đội chung nhóm với người ta, mọi người thì vẫn đang hít hà hay là vẫn đang phê pha thế này thế kia, thì đôi lúc chỉ cần cái mùi hương nó thoang thoảng, nó đi ngang qua một xíu thôi mọi người, thì cái khả năng dính lại rất 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 là cao. Bởi vậy nên á, nhiều lúc á mình thấy cái sự quyết tâm của chú á được rất là nhiều người ủng hộ, và mình cũng cũng rất là mong là chú sẽ ổn định, chú sẽ cố gắng, chú sẽ vững lòng. Nhưng mà cái sự vững lòng đó nó phải có một cái sự giúp sức của những cái người mà có thâm niên kinh nghiệm, để người ta có thể là giúp cho chú vượt qua cái cửa ải lần này, chứ không phải đơn thuần rằng là bây giờ mình nói miệng nha. Thật sự luôn á mọi người, nói miệng với những người giống như chú Dương thì nói rất là hay, nói rất là ngọt ngào, nói rất là siêu lòng, và ai cũng cảm thấy thương hết trơn à. Nhưng mà làm được hay không á, đó mới là cái điều quan trọng. Và mình nghĩ á, nếu như nó dễ dàng như vậy thì có biết bao nhiêu người người ta sẽ không bị nghiện đi nghiện lại như vậy, và người ta sẽ không bao giờ mà người ta bị một lần, hai lần, rồi chục lần, rồi cả cuộc đời cũng không bao giờ mà thoát ra cái vòng luẩn quẩn như vậy cả. Không phải là mình nói để nhục chí của chú Dương, nhưng ở đây là mình khuyên tất cả mọi người á, đôi lúc á các bạn thăm dò cái ý kiến, cái suy nghĩ của chú, mà mình nghe nói rằng là mới có 3 ngày thôi mà có một cái sự tiến triển không hề nhẹ thế này thế kia. Các bạn nghĩ đi, một người với 40 năm cuộc đời đã dính vào cái chắc chắn như vậy, và một có cái sự kích thích trong một khoảng thời gian dài, thì các bạn nghĩ rằng là chú sẽ dễ dàng chú vượt qua cái cửa ải đó được hay sao? Hay là chỉ mới 3 ngày mà có thể là vượt qua cái điều đó được? Nó rất là khó nha mọi người. Thật sự với mọi người, nhiều lúc á, của nhà bán hay là gì đó, nhiều lúc có nhiều người á, người ta giống giống như là người ta nghiện á mọi người, người ta không có kìm được cái cảm xúc của người ta vào mà người ta mua kim tiêm như thế này thế kia, là mình cảm thấy mình run ở trong lòng, mà mình nói rất là nhẹ nhàng. Tuy là mình nói rất là nhẹ nhàng, mình nói rất là mềm mại để cho người ta có thể là hiểu được cái là mình nói, nhưng mà không, người ta không có kìm lòng được. Và nếu như mà mình không có một cái sự bảo vệ an toàn á, thì đương nhiên là cái chuyện mà nó xấu nó sẽ rất là dễ đến với mình đó. Nên Quýnh Nhà nói ở đây là Quýnh Nhà muốn truyền tải tới tất cả mọi người một cái thông điệp rằng là mình làm cái gì mình làm, mình cũng phải nghĩ đến những người xung quanh của chúng ta đó. Những cái người mà trong gia đình cũng giống như là trong cái bếp cơm từ thiện, hay là những người chòm xóm xung quanh, hay là những cái đứa trẻ lang thang ở ngoài vỉa hè, 5 đứa trẻ lang thang ngoài vỉa hè đó, thì mình nghĩ mình phải có một cái khoảng cách. Tại vì nếu mà cai mà cai tại gia như vậy là nó rất là khó luôn đó. Nếu mà không được á mọi người, thì mình nên nhờ cái sự can thiệp của cơ quan chức năng đó. Chứ còn mình đừng có để những cái sự việc mà nó đáng tiếc nó xảy ra. Nhiều lúc mình nói thì mình nói vậy thôi, nhiều lúc mà chú hiền như vậy á mọi người, nhiều lúc mà chú qua cái cơn đó rồi á thì chú nói sao cũng được hết. Nhưng mà trong cái cơn á, nhiều lúc nó thèm á mọi người, thì rất là khó để chú có thể là vượt qua cái lý trí của mình. Mình chỉ mong là mọi người hiểu những cái gì mà tất cả mọi người quan ngại. Các bạn cộng đồng mạng người ta nói nó đều có cái lý do của người ta, tại vì người ta cũng đã từng trải đời, và người ta cũng đã từng rất là hiểu, và có rất là nhiều cái hoàn cảnh cũng đã từng rơi vào cái tình cảnh giống như chú Dương đó. Có nhiều người có con em cũng rơi vào cái tình cảnh như vậy, và người ta hiểu rất là rõ luôn. Nó rất là khó, khó thật sự luôn mọi người. Nên rằng là mong á, tất cả mọi người hãy cố gắng giữ cái khoảng cách thật là tốt với chú Dương. Và nói chung nếu mà không được á, thì mình nhờ sự can thiệp và đưa chú vào trong trung tâm. Chứ còn bây giờ nói thẳng ra, bây giờ mà mình ngồi đây mà để mà mình phán xét, hay là mình suy đoán cái sức hồi phục, hay là cái tư tưởng của chú, thì nó rất là khó muôn và khó luôn mọi người ơi. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. Bye bye.